Trưa ngày 25 tháng 9, theo thông tin ban đầu từ ông Nguyễn Văn Chinh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 4 giờ cùng ngày, ba ngư dân trên một thuyền đánh cá không có biển kiểm soát, đang khai thác sò biển ở khu vực Hòn Én, cách đất liền khoảng 3 hải lý, thì bất ngờ gặp sóng to gió lớn làm thuyền bị chìm. Cả ba ngư dân đã ôm can nhựa loại 20 lít và trôi tự do trên biển. Đến gần 8 giờ, khi ba ngư dân này đang trôi dạt gần bãi biển Lài Mây ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân thì được người dân phát hiện. Lúc này, đang có sóng to gió lớn, ba ngư dân liên tục kêu cứu nên những người phát hiện đã hô hoán cho mọi người ra ứng cứu. Ngay sau khi biết vụ việc, hàng chục người dân ở thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân cùng với lực lượng chức năng mang dây thừng ra hiện trường để cứu hộ cứu nạn và đã đưa được ba ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.